Hồ Trung Dũng và Minh Thư cũng như các ca sĩ xin trân trọng kính chào tất cả quý thầy, quý thân ni Phật tử buổi sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị buổi sáng thật là an lành và hạnh phúc ạ. Không có đoạn
tâm trí thức cũng không có đoạn tận vô minh, cho đến không có già trên và cũng không có đoạn tận già trên, không có khu tâm diệt đạo, không có trí và không có chứng đắc. Nhà bà